Blue hay còn gọi là hội chứng buồn chán sau sinh mà mình chắc chắn các mẹ có thể đã từng hoặc đang trải qua. Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ 6 cách giúp mình vượt qua được giai đoạn này nhá. Những biểu hiện dễ thấy nhất của baby blue thì các mẹ có thể thấy như là tâm trạng thất thường này, mẹ dễ cáu gắt, lo âu, buồn bã, dễ giao nhãng, mất ngủ hay thậm chí là không muốn giao tiếp với người ngoài. Việc này xảy ra do sự thay đổi hormone trong cơ thể người mẹ sau khi sinh cũng như trong quá trình chăm sóc con chúng ta bị thiếu ngủ này, hay là có quá nhiều trải nghiệm mới từ đó bị suy nghĩ, cảm thấy áp lực và trở nên nhạy cảm hơn rất là nhiều. Giải tỏa cảm xúc cũng như thoát khỏi tình trạng baby blue thì mom hãy thử áp dụng những cách sau nhé. Thứ nhất là hãy chia sẻ cảm xúc của bản thân với chồng này, người trong gia đình hay là bạn bè và sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ người khác. Có người lắng nghe và thấu hiểu thì sẽ giúp mom cảm thấy tốt hơn thay vì cứ giữ trong lòng. Cách thứ hai là học cách thư giãn và dành thời gian cho bản thân. Mình biết là sau khi sinh con thì thời gian biểu của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều và phụ thuộc phần lớn vào thời gian của con. Như là mẹ có thể cũng tranh thủ nghỉ ngơi khi con ngủ hoặc làm những việc nhỏ phù hợp với sở thích của các mom. Thi thoảng thì chúng ta cũng có thể tự mua sắm cho bản thân một vài món đồ gì đấy mới để tâm trạng vui lên. Thứ ba là tập thể dục hoặc là vận động nhẹ nhàng. Việc tập thể dục hay là đi ra ngoài đi dạo hoặc thậm chí như dọn nhà sẽ rất tốt cho sức khỏe và giúp cơ thể mình đỡ bị bí bách hơn, suy nghĩ tốt và tích cực hơn. Tư là đừng áp lực bản thân phải là một bà mẹ hoàn hảo, vì đến cuối cùng con được ăn no, ăn đủ, ăn ngon miệng là tốt nhất. Đừng áp lực là do bản thân mom không tốt hay cũng đừng so sánh bản thân mom với những bà mẹ khác. Cái thứ năm là hãy tham gia group mẹ bỉm sữa hoặc là trao đổi với các mẹ khác mà mom biết. Thay vì mom một mình cố gắng tự giải quyết tất cả các vấn đề thì việc này sẽ giúp mom gỡ rối những lòng ngóng lần đầu làm mẹ hay là các vấn đề trong lúc chăm sóc con. Và điều cuối cùng vô cùng quan trọng là hãy luôn nhìn vào mặt tích cực, và những cảm xúc này rồi nó cũng sẽ qua thôi. Bản thân con khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc rất là lớn lao rồi, nhưng cũng đừng bỏ bê cơ thể và bỏ qua bản thân của mình nhé. Mom cũng phải khỏe mạnh thoải mái thì con mới khỏe mạnh được, đúng không nào?